Chào mọi người, lại là Minh Tuấn đây. Mọi người sẽ thấy Tuấn rất là quen thuộc với BB Thanh Mai đúng không? Hôm nay đến hẹn lại lên, lại có mặt tại BB Thanh Mai để làm cái công nghệ thần thánh Entropy. Hôm nay là Tuấn làm được nhiêu lâu rồi ta? Cũng không nhớ số lần luôn á, 4, 5, 6 lần gì đó. Một cái công nghệ mà gây nghiện. Tuấn làm từ 2018 rồi. Nhưng mà mọi người biết rồi đó, lứa tuổi nó tăng lên thì mình phải tìm cách mình níu kéo lại cái thanh xuân của mình để làm nghề đó chứ. Cho nên đó là hôm nay Tuấn tới để làm thêm một lần nữa BB Thanh Mai, lâu lâu nhắc lại để mình duy trì cái sự căng của da, trẻ hóa của da của mình, để mình được cống hiến cho mọi người. Bây giờ thì chuẩn bị bước vào trong, lên thớp để cho bác sĩ xử lý cái gương mặt của mình níu kéo lại 10 tuổi. Sau khi ủ tê xong thì bây giờ bác đang gọi là cái gì, trang trí gương mặt hình tròn của Tuấn. Nói chung là cái phương pháp này á, nếu mà nói đau thì khẳng định là nó không đau, nhưng mà cái cảm giác nó lạ lắm mọi người. Có nhiều người thì sẽ chịu không quen, nhưng mà do mình ủ tê á nên là cái cảm giác nó cũng không có phải gọi là quá khó chịu. Tuần hai tuần đầu thấy nó khác, ai gặp mình mới sửa cái gì nè, mà không biết là sửa cái gì đó. Từ từ nó liếp lại rồi tất cả những cái chi tiết trên mặt mình nó bắt đầu nó rõ nét ra. Nói chung là mọi người cẩn trọng khi dùng phương pháp này, tại vì dùng xong bị ghiền á, chứ không có gì hết. Mới có 15-20 phút bắt nửa cái mặt, số đóng tiền rồi đó mọi người, không nhận xài tiền nhanh dễ sợ luôn. Đây, sau khi mà lên thớt rồi được bác sĩ xử lý nửa cái gương mặt, mọi người thấy cái phương pháp này nó thần thánh nè. Ngay khi mình vừa bắn xong, đây mọi người coi hai cung này nha, mình coi cái đuôi nè. Đây, bên đây thì nó vẫn ngang bình thường đúng không? Bên đây mọi người coi nè, nó đã có xu hướng nó nhích lên rồi nè, thấy không? Thì mọi người thấy là bây giờ nó bắt đầu nó líp nhẹ lên rồi nè. Đây, nhìn trực diện để cho mọi người thấy được cái sự chênh lệch giữa hai bên. Đó. Ngày hôm nay là Tuấn bắn 700 shot, nó còn có thêm một cái nữa là bác sĩ sẽ xử lý cái phần dưới đây để cho cái da mình nó săn lại, cái cổ mình nó rõ ra thì cái mặt mình nó sẽ thon gọn lại. Phải có bác sĩ được đào tạo thì mới xử lý được những cái vấn đề như thế này, chứ không phải là muốn để mặt cũng bắn đầu bắn. Nhưng mà có một cái điểm hay của cái phương pháp này là bên cạnh đó mình thấy cái mặt mình nó sẽ thay đổi, nó líp lên từ từ theo thời gian đúng không? Thì mình thấy cái da mình nó cũng được cải thiện luôn. Bởi vì thật ra là Tuấn thì không có tin người ta nói mình nghe đâu. Người ta nói gì mình nghe đó là Tuấn không có tin, Tuấn mới nghiên cứu. Thì cái phương pháp này khi mình bắn nhiệt sâu ở dưới cái nó đến cái hạ bì của da luôn á, thì cái nhiệt này nó sẽ kích thích cái cơ thể của mình, nó sản sinh và nó tái tạo lại toàn bộ cái hệ thống collagen và elastin ở bên dưới. Thì nó giúp cho cái phần bề mặt da của mình nó được tái tạo lại và nó sẽ khỏe mạnh trở lại, bên cạnh việc là lift lên. Cái phương pháp này cũng được FDA chứng nhận luôn, và cũng còn có nghiên cứu nữa. Là Entropy ở Việt Nam là trung tâm của BB Thanh Mai, là có cái số lượng gọi là dùng cái shot á, dùng sản phẩm nhiều nhất ở tại Việt Nam. Nên là mình cũng hiểu được là cái phương pháp này tại sao lại được mọi người yêu thích, và tại sao BB Thanh Mai lại được yêu thích đúng không? Một cái câu rất là đơn giản thôi, là Tuấn giới thiệu bạn bè đến đây thì mọi người hỏi là BB Thanh Mai có tốt không, thì Tuấn chỉ nói rằng là mọi người đến đây trải nghiệm thử rồi tìm được chỗ nào tốt hơn thì nói với tôi nha, rồi tôi đi kiểm tra, chứ tôi chưa thấy một cái chỗ nào mà dịch vụ ổn như ở đây. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entropy công nhận, gạt bỏ mọi lo lắng về làn da, vùng cổ của mình cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, cảm giác như nó đã đẩy sát rất là sâu vào, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.